hôm nay thì bọn em đã chuẩn bị sắp xếp đơn để chuyển đi miền Nam. Thì anh Hồng sẽ đọc những cái đơn rồi để em để một bạn nhân viên khác lên đây để bạn ấy nhấc con màu như thế lên để cho anh check lại xem là có đúng màu con như thế của các anh không. Thì các anh sau khi xem video này thì anh đi bình luận xuống bên dưới để bọn em được biết hoặc là nhắn tin với lại số điện thoại hotline ạ, để bọn em có thể sắp xếp đơn để gửi đi cho các anh trong thời gian sớm nhất để tranh thủ ngày. Cái đơn Việt Nam 6 con của Phương nhá, một đực đen này, Lâm bắt con đực đen. Đây là một con đực đen. Anh để anh đặt một đơn 6 con luôn ở tận trong Bến Tre. Đi hơi xa luôn. Đực đen anh nhá. To này. Đây này. Rất là to. Một đực xám này. Đực xám. Sao có phải con này không? Đây rồi. Ủa. Đây đực xám đây. Một đực đỏ này. Một đực đỏ đỏ. Một đực đỏ đẹp lắm. Đỏ đen đẹp lắm. Linh. Trong kia này, hôm qua vừa tiêm này. Chết rồi luôn.
Hết rồi, hết rồi. Còn đơn lẻ mấy cái đơn Hải Phòng, Đăng Lắc thì ngày hẹn sang tuần sau hết, đúng chưa? Đấy. Thời tiết nó phù hợp hơn. Anh cứ xem qua trước nha, để vào đấy nhận hàng nhá. Nó đang dính cái này của anh. Anh cứ đập đập vào đấy. Đợt này thì bọn em cũng có một tí thay đổi về nhân sự là hai bạn nhân viên mới. Đây, có gì các bạn? Mới luôn. Để cho các anh quen. Thật nó cắn áo đấy. Lại tụt hết cả hàng họ ra hả mà. Mặt này, mặt rất là hóng nhé. Yêu nhỉ, em thích con này thế. Yêu quá. Cái thời tiết ngoài miền Bắc này dạo này nó cũng hơi bị ẩm ướt một chút. Mọi người chú ý là khi mà bọn em đang chuyển trại đây. Sang các chuồng riêng. Mà thời tiết này thì nó cũng ẩm ướt ấy, thì mọi người chú ý giữ ấm cho nó. Và nói chung là nếu mà con chó nó không có bẩn canh, thường là nuôi 1-2 con ấy thì nó không bị hôi bẩn. Nhưng mà em thì cũng hạn chế tắm cho bọn nó thôi. Thì nó cũng hơi lạnh ấy, không tốt cho con. Rồi thôi, chuẩn bị lấy cái quay cái clip đàn kia đi nhá.